đi đâu ấy? Thì có lời gọi là cảm ơn các bác rất là nhiều, và chúc các bác thật nhiều sức khỏe và luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong những công việc. Quyền Yển TV xin mến chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người. Mến chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của Quyền. Lời nói đầu tiên cho Quyền xin được gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị khán giả, các bác các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Các bác thân mến, hiện tại thì vợ chồng cháu Quyền cùng với một em rất là quen thuộc ở trên kênh của Ao Huân, đó là em Giang. Dạ con nha. Đang có mặt tại một con đường đi vào một hoàn cảnh cũng phải nói rằng là để lại một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ đối với vợ chồng của cháu Quyền. Thì hôm nay thì đi cùng vợ chồng cháu Quyền có em Giang, thì ba anh em sẽ đi vào nhà của bạn đấy và cháu Quyền sẽ không tiết lộ trước khi đi vào đến nhà các bác ạ. Không, nhưng mà để mà ở một cái địa điểm như thế này thì có thể là sẽ rất là quen thuộc với lại tất cả các cô bác anh chị mạnh thường quân và tất cả các cô bác anh chị khán giả đã từng theo dõi kênh của anh em Ao Huân Team và Ao Huân TV suốt thời gian vừa qua rồi các bác. Thì nhưng mà trước tiên là anh em sẽ không tiết lộ, và khi mà đã đến nhà rồi anh em thì các bác sẽ biết là nhân vật đó là ai các bác nhé. Thì có thể là một số bác nhìn thấy cái chỗ mà mình đang ở đây là sẽ cũng nhận ra là đúng rồi, mình sẽ anh, đi đúng vào rồi. Đâu rồi. Đúng rồi. Đấy, bây giờ thì anh em sẽ đi vào trong kia, và hôm nay thì anh em sẽ quyết định là không đi xe nữa để tạo một cái bất ngờ cho nhân vật đó nhá. Cũng khá là lâu rồi em không có lên trên này rồi các bác. Phải mất cũng phải tầm khoảng một tháng rồi ấy. Một tháng em không lên trên này rồi. Còn hai vợ chồng cháu Quyền ấy thì là cũng chắc là ngon nhất cũng phải gần 5-6 tháng rồi các bác. Không được 6 tháng thì chắc không, cũng phải là 5 tháng rồi. Thì hôm nay thì quay trở lại đây thì đây các bác, cỏ đã mọc ôm tùm hết hai bên đường đi rồi. Ngày trước là cỏ ở đây là bé lắm. Cái đợt anh chị còn ở trên này ấy thì đấy, cỏ này là vừa mới trồng thôi. Có trồng rồi nhưng mà có trồng rồi còn bé tí rồi. Rồi là nó cũng họ vừa mới bắt đầu ấy. Họ bắt đầu với rất là muốn biết là không biết là em đấy có ở nhà không các bác ạ? Tại vì là lên thì hai vợ chồng cháu cũng không thông báo gì với các em cả. Cái nhân vật mà hôm nay anh em đi vào thăm lại nhà ấy các bác thì có thể là thời gian vừa qua thì cũng nhận được rất là nhiều ý kiến trái chiều từ phía các cô bác anh chị đã từng theo dõi kênh của anh em Ao Huân. Nhưng mà bỏ qua những cái lời đó ngoài tai thì anh em vẫn gọi là có là tình cảm anh em vẫn thế các bác ạ, chứ không phải là anh em không có đi vào thăm nhau hay như thế nào đó. Cái đợt mà bắt đầu làm nhà ấy thì cái đoạn đường này nó kiểu cái đợt đó mưa ấy là đường đi lại nó rất là khó khăn luôn. Đất ở trên này là không như đất ở bên Xín Mần mình ấy. Đúng rồi. Đất ở bên này là mưa một phát là nó trơn ngay. Nếu mà mưa to hẳn thì còn đỡ. Kiểu mưa phun kia. Ôi trời. Anh nhìn thấy nhà em sùng luôn kìa, tít ngoài trên kia kìa. Kia gọi là nhà cũ rồi. Nhà cũ rồi. Nhưng mà ở bên này còn nếu mà họ mà trồng ngô sớm ấy thì một năm vẫn trồng được hai vụ ấy nhỉ? Hai vụ mà bà con ở trên này hầu như là người ta chỉ làm một vụ thôi. Yeah. Một năm một vụ. Bởi vì là khí hậu ở trên này nó cũng khác ấy. Nó cũng không bằng bên kia thì khí hậu nó thời tiết nó sẽ mát mẻ hơn, như bên này nó nắng. Một khi nó nắng thì nó nắng mà lạnh. Nắng thì nó rất là nóng và lạnh thì nó lại rất là lạnh luôn. Khó khăn. Ui, như vậy con lối xe đi đâu à? Phải không? Đi đâu đây? Đi đâu ơi? Đi đám ma. Em đi đám ma. Thế thì em quay lại về nhà tầm khoảng 15 phút được không, để cho anh Quyền với chị Hiền vào thăm nhà em một tí thôi. Thế em quay lại luôn nhé. Đưa đi luôn đi. Anh chị lại từ bên Xín Mần sang.
lên bất ngờ luôn. Em không biết là anh không gọi cho anh Tùng thì anh Tùng báo cho em không biết. Không, hôm nay anh gọi cho em thì em chưa bao, chắc là em đang ở trong nhà, em đi vào trong kia nó không có sóng. Thôi em cứ đi đi, xong là đi xong em quay lại để cho anh chị thăm lại nhà em tí. Vợ em có ở nhà không? Không. Vợ không ở nhà luôn à? Được rồi, thế thì anh không, chị vừa đi cho này, trong anh bảo cho bé Tùng về nhá, cho gặp bà mẹ nuôi. Nhá. Em không biết là đi đâu rồi. Nghe đi đâu luôn hả? Đi đâu á? Vâng, vừa nãy em đi đón mấy anh em ở bên này xong là vẫn ở nhà, nhưng mà em về đến nhà. Thế thì thôi, thế thì em cứ đi đi, xong là em về luôn nhá. Em về một lúc thôi, xong là để cho anh chị thăm lại nhà em tí, bởi vì là anh chị cũng đi từ bên Xín Văn sang vất vả ấy. Dạ vâng, nhá. Vâng. Rồi. Nhớ phải tìm được cô Tùng nhá. Dạ, nhớ vâng. Lắm rồi. Dạ, vâng. Mấy anh em đi đi, Cao Văn Sáu về lâu chưa em? Về lâu rồi à? Trắng thế nhỉ? Đi làm ở đâu à? Ừ. Đợt vừa rồi đi làm ở dưới xuôi. À. Đi cẩn thận nha, đi xong về nha. Hôm nay ừ, trong làng hình như là hôm nay trong làng là đang có đám sao anh ạ? Hôm nay ra thấy ngoài ra đến ngoài kia thấy có xe đông đông ấy. Thôi để cho em đưa lễ các thứ sang bên đó rồi em mới quay lại cũng được. Không thì anh em mình lại mất cả ngày để đây đợi đấy. Không phải đâu, may là anh em mình còn nhanh từ từ nhà em xuống lên đấy. Cửa nhà em xuống tầm khoảng mình 10 phút chờ nữa. Ở nhà em xuống lúc đó thì thôi rồi đấy. Ở đâu thì cũng là vùng cao nhưng mà ở bên này là khác so với bên chỗ anh chị lắm nào. Đúng rồi. Bên này nó lên kiểu lên lên đồi toàn đá thôi. Nhưng mà ở chỗ bên đâu em cùng quê với anh mà ơ kìa. Của anh em mình thì lại toàn là đất nhưng mà nó nhiều cây hơn. Đúng rồi anh ạ, bên kia nó nhiều cây hơn thì khí hậu nó ấy hơn. Ủa, cái chỗ nền nhà này hình như là nền nhà của anh chủ đất này, chủ nhà anh Dình hay sao ấy. À, thế là hôm nọ cái bảo là có hàng xóm mới ở đây đúng không? Ờ đúng rồi, thì em cũng hình như là em cũng chỉ biết, em chỉ đoán là thế thôi, bởi vì đất này nó là đất của anh chủ đất này. À. Ủa, đây các bác ạ, đập vào mắt của vợ chồng cháu Quyền là một ngôi nhà nhìn rất là khang trang. Nhìn rất là đẹp luôn anh các bác. Hôm nay của em của cháu Hiền thật sự rất là khó tả luôn các bác ạ. Cái lúc mà hai vợ chồng cháu đi ấy thì là nhà vừa mới đặt gạch được 2-3 hàng gạch gì đấy thôi. Nhưng mà hôm nay lên ấy thì một cái nhà khang trang đã mọc lên, chuồng trại, bếp núc các thứ là đầy đủ hết rồi các bác. Còn sắp có chuẩn bị có cả hàng xóm mới rồi. Hàng xóm mới và gia đình lại chuẩn bị đón thêm thành viên mới nữa luôn. Thế. Đấy. Không nghĩ là hai anh em làm nhà ở gần đây luôn á. Mà không biết là có phải đây là của anh Dình không? Bột đá các cái còn thừa nhiều nhỉ? Thế này là được rồi. Bây giờ vợ chồng mình làm mình cũng làm như thế này thôi. À, còn trồng cả hoa các cái, rau lang các thứ. Cái này như kiểu cây cọ ấy nhỉ? Không phải cọ đâu anh. Cây này là cây gì mà trước nhà ông ngoại có một cây to to xong đợt nọ ông ngoại chặt ấy, chặt đi ấy. Cái cây này trồng được nhưng mà đừng để nó cao, đừng để nó to và cao quá không là gió to là nó biết đổ ấy, cây này ấy. Dễ đổ lắm. Em vẫn nhớ là cái cây này là em là người gọi là trồng cây này này. Cây này là em là trồng. Cây này là cây gì ấy? Cái này là cây nó thuộc họ giang. Cái này nó là nó thuộc họ của cây si, cái đa đấy. Ôi khá là lớn rồi đấy. Mấy nữa là nó lớn về là ở chỗ sân này là nó cũng mát. Nó mát, nó có nó tạo được cái bóng mát. Đấy, còn đây là chuồng trại. Cái chuồng trại này thì em cấy cũng tận dụng lại cái chỗ gạch làm nhà còn thừa này, với lại em mới có lấy thêm gạch và lấy thêm mua thêm xi nữa thì em mới làm luôn cái chuồng trại, và đến thời điểm bây giờ thì cũng đã mua được bò các thứ hết rồi các bác. Ôi dồi ôi, thế là đổi đời, đổi mà. Đời rồi, có cả con lợn, có bò, có hai con bò, hai con lợn đây các bác ạ. À con bò này hôm nọ cấy bảo đang sửa đây đúng không? Thế là mua được cả trâu lên nghẽ là như thế đó. Thế là bây giờ là nếu mà nó đẻ là thành ba con rồi. Nhé, thành ba con, hai con lợn nhá. Như thế là ổn rồi. Đây
chung là quá là ổn rồi. Hai con lợn nữa. Các bác cùng xem đây. Hai con lợn này bụng to thế. Thế cho ăn nhiều quá. Đây là hình như là bò này, hình như là đợt vừa rồi em có ra lại cái số tiền dư còn dư lại ngôi nhà của cái số tiền còn dư lại cái đất các bác gửi tiền cho em làm nhà ấy, thì là em giao lại số tiền cho gia đình, thì là em cái cũng mang mua bò thứ. Đúng rồi, như thế là tốt rồi. Bây giờ thì đầy đủ hết rồi, còn đâu nữa. Nhưng mà cái chuồng bò này lập kiểu này thì anh thấy hay nhỉ? Nên nhà mình nó không như thế này đâu. Nhưng mà kiểu sàn ấy thì là nó thành cái này là làm ván, lấy ván đóng làm sàn. Nhưng mà làm như này thì mình vệ sinh dễ hơn. Vệ sinh nó dễ hơn thêm. Các bác có thể nhìn thấy là ở dưới kia thì có cái ô để mình hót phân ra ngoài ấy. Nó cũng rất là tiện. Đây bây giờ là uầy. Anh thấy cái chỗ mà cho bò ở này thì còn to hơn cả cái nhà cái nhà cũ ngày xưa ấy, cái chỗ ô bé bé ngày xưa. Hành tráng hơn nhiều. Cái này mà tận dụng mà nấu cám lợn ở bên ngưa này thì chắc là nấu luôn ấy. Ngưa là phải nấu ở trong này. Còn đây em thấy là ngoài này có cái các thứ đặt tiền như này, chắc là nấu cám thì ngoài này hết. Cái này là cái nấu rất là lớn đối với gia đình của cái luôn. Nhưng mà thật ra thì hôm nay hai vợ chồng cháu ra đến đây nhìn thấy cuộc sống của hai bố con. Bây giờ không gọi là hai bố con cái nữa các bác, mà là đại gia đình nhà em cái. Thay chung đổi là các em thay đổi như thế thì rất là vui và rất là vui mừng. Còn cả cái nhà cũ ngày xưa. Em mới để cái gói của ngày xưa để trên kia. Đấy mình ngồi dương. Thôi anh em mình ngồi ngoài này đợi cái về thôi nhỉ bây giờ. À đây là chuyển tách xuống dưới này để mà hứng nước như này, hứng nước mưa. Hình như là nguồn nước ở trên kia rồi nó cạn rồi ấy, chắc em kéo nước ở trên kia cạn mà. Cạn rồi, mùa này. Mùa này bắt đầu mùa khô rồi. Mùa này mùa khô nên là cạn rồi. Đấy, nhà em cấy thì làm cửa nhôm hệ. Làm không có nước đâu. Vẫn phải đi điện. Mấy hôm nay nó không mưa nữa. Đi đâu làm gì về cô? Chị Po á. Chị. Mua xà. Mua xà là đi đâu? À đi đám ma về à? Không, vừa đi tới kia đi chơi về rồi. Nhà của em cấy thì cũng không kém gì với nhà của em Sùng nhỉ. View nhà ai cũng rất là đẹp đây các bác. Mặt trời mọc là mọc đằng trước này, mặt trời lặn là đằng sau. Đó phải không nhỉ? Nhìn sang không phải. Mặt trời mọc đằng này. Mặt trời rất là đằng này. Đúng mà. Đúng rồi. Nó lặn đằng này chứ. Không. Nó lặn bên kia. Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 11 giờ, bây giờ đúng rồi, cái bóng người mình nó đang như thế này. 11 giờ tí nó thẳng, nó phải ra bên kia, mặt trời lặn bên kia. Đúng rồi, buổi chiều em hay về đây là mặt trời nó hay chiếu ở nhà. Đúng rồi, buổi chiều đây, đúng rồi. Đấy, thôi anh em mình chắc ngồi nghỉ, đợi em mấy tiếng nhỉ. Sau kia thì view cũng rất là đẹp luôn. Ở đây thì đặc sản ở trên vùng cao này nó là đá rồi các bác ạ. Rất là nhiều đá luôn. Bây giờ thì vợ chồng cháu Quyền với cả em Giang sẽ ngồi ở nhà đợi em cấy một chút. Và một chút nữa sẽ ghi hình tiếp các bác nha. Đấy, thì xe kia rồi. Quay đầu. Làm phát lên luôn chứ. Con đâu rồi? Ô. Sợ quá à. Đưa xe lên nhà view view các bác ạ. Tìm con này chứ, để con gặp mẹ nuôi chứ. Không thấy á? Không thì vào nhà mở cửa ra, anh vào nhà ngồi xong rồi tí tìm sau cũng được. Bên nhà ngoại có, nhà không có. Đây các bác ạ, em cấy thì đi vừa đi đám về rồi các bác. Cả hai mẹ con không thấy à? Vừa rồi thì anh em có ngồi ở đây để tâm sự nói chuyện, đợi em cấy các bác ạ. Ui da, cửa hiện đại quá nhỉ. Mở kiểu này luôn không cần phải khóa. Dạ. Cửa ấy, cửa nhà em hiện đại quá. Thế, bỏ dép ở ngoài chứ. Em lấy cái
có kia anh chị đi ra làm nhà luôn. Bây giờ wow, hôm nay bước vào nhà em cấy mới biết là nhà bây giờ là khác ngày xưa rất là nhiều rồi các bác ạ. Cái đợt mà còn ở trong một cái túp lều ấy, em Quyền còn nhớ là khi mà đi vào đấy hai bố con ở với nhau, xong là có cả bé Tùng nữa, khóc suốt ngày. Bây giờ có một cái sự thay đổi rất là nhiều. Đây, cái bên kia là một cái phòng ngủ cũng có giường các thứ hết rồi đấy các bác. Em cấy thì hình như là sáng nay bé Tùng ngủ sao, chăn thì cũng chưa gấp, tủ quần áo thì bây giờ là cũng có rồi. Đây là tủ làm bằng sắt nhôm à nhôm đây, có cả tủ quần áo này, có cả giường riết các thứ. Con giờ em đã ốm, sáng nay cái lúc em đi làm lễ hộ mẹ em ở bên đấy là à. Con vẫn đang ngủ ốm à. Hôm nay vợ chồng cháu Quyền vào đây thì cũng không báo trước cho em cấy các bác ạ. Thì cũng vào muốn thăm lại một số hoàn cảnh mà hai vợ chồng cháu Quyền đã đi trong thời gian vừa qua, để có thể là sẽ tham khảo và học hỏi thêm nhiều cái. Và vợ chồng cháu Quyền sẽ về quê để cũng sẽ đi thăm các hoàn cảnh ở quê để sẽ phát triển tại chính quê hương của cháu Quyền. Thì hôm nay thì cháu Quyền sẽ đi vào nhà, và hôm nay là ở nhà cấy rồi. Uống nước à, rót nước à, còn nước chè không? Mở cửa sổ này ra. Mở làm cái gì, nóng, đóng cửa vào cho mát. Mùa này thì cũng không nóng, không gọi là nóng quá rồi, cũng chuẩn bị đến mùa đông với cái đây các bác. Đi từ dưới Yên Minh lên thì em Quyền cũng mặc áo khoác rồi. Em cấy thì đang đi lấy nước về để cho chúng em uống. Mà một chút nữa thì sẽ ngồi đây để cùng em ấy tâm sự, ôn lại những cái kỷ niệm mà ngày xưa đã đi với nhau. Nước này còn nóng không? Không nóng thì uống nước lọc cũng được mà. Không cần pha chè đâu. À, sáng nay vừa. Ôi, hết nóng rồi. Hết nóng rồi thì thôi. Em định pha chè gì? Không uống nước lọc cũng được mày. Không thì đổ nước này ra uống đi. Nhưng ngồi đây đi. Không ấy đâu, không cần phải pha chè đâu. Em chủ nhà em uống cái to đấy. Không, có hạn một bộ mà. Nhưng mà em mua hạn một bộ. Thế hôm nay anh chị vào thì cái ạ, cũng không có gì, tưởng là bé Tùng ở nhà. Thì anh chị mua một ít bánh kẹo với một ít sữa có cho bé Tùng. Của ít lòng nhiều. Thực sự là cũng không có gì cả các bác ạ. Đi lên thì muốn gặp hoàn cảnh cũng như là muốn thăm lại gia đình của em cấy. Mới cả muốn lên để gặp bé Tùng. Ngày trước là có cho Yển làm mẹ nuôi nên là... sẽ lên thăm lại. Nhưng mà hôm nay lên lại không gặp bé Tùng mất rồi. Lại ốm à? Bé Tùng hay ốm thế. Bây giờ lạnh rồi thì phải mặc quần áo ấm cho con, cho đủ ấm vào, xong là lấy cái khăn, lúc nào cũng phải buộc cái khăn ở cổ ấy cho con để cho nó ấm ấm, xong là nó mới không hay ốm. Con từ lúc sáng nay, từ lúc sáng nay bắt đầu nôn. Nôn cơ à? Nôn. Không ăn uống được. Thế cấy dạo này ở nhà làm gì em? Em chuyển hộ gia đình bên này thôi. À, hộ anh chị bên này thôi. À, vừa nãy anh vào ấy thấy có cái nhà định làm mới mới bên kia là của ai đấy? Có anh chị hàng xóm ở trong này vào mua đất của anh Dịch làm này. À, thế không phải là có... không phải của chủ đất đâu đúng không? Không phải. Thế là chị tưởng là của anh Dịch. Anh Dịch vẫn làm bên kia mà, nhà bên đấy. Nhà có xa bên đây với có anh em bên đấy rồi, bây giờ chuyển sang bên này thì không được, nó xa. Sao là có anh bên này, đất này là không phải trồng ngộ nhưng mà vẫn là đất của anh Dịch. À, nhưng mà thế thế bây giờ là mình có em là có hàng xóm mới rồi. Bây giờ Hoa với bé Tùng ở nhà là
Em đi đâu làm xa thì cũng có hàng xóm ở gần thì cũng không phải lo, vâng. không phải sợ rồi. Đúng rồi, anh chị cũng nói em, anh chị cũng nói. Cho Quyền mời các bác uống nước ạ. Chào em, mời các bác. Ui, nước này pha nước chè, pha chè làm sao mà ra nữa, nó ấm ấm rồi mà nó còn nóng đâu. Bây giờ cái vít lòng lòng không biết là nó sẽ hỏng. Thế em dạo này ở nhà đi làm những cái công việc gì? Em chuyên làm em chuyên về làm việc ở nhà thôi mà, làm việc ở nhà, hộ hộ gia đình bên này, và một và cái thứ hai nữa là chăm nuôi bò. Anh chị chúc mừng em nhá. Vừa nãy vào ấy thấy ôi giời, chuồng của em bây giờ nhìn rất là hoành tráng luôn. Có hai con bò, hình như là con mẹ là chửa rồi đúng không? Con mẹ đang chửa. Đang nhưng mà đợt đang chửa. Thế là sắp bây giờ thành ba con rồi. Anh chủ bán đấy mà là được hơn một tháng gì đấy. Bây giờ là tài sản rất là lớn các bác ạ. Nhà em cái là có hai con bò, một con sắp chửa. Thế là có thêm một cô vợ rất là hiền hậu. Cũng chuẩn bị đón thêm một thành viên nữa. Xong là có hai con lợn nữa. Hình như vừa nãy anh thấy có mấy con ngan nữa đây. Thì con ngan đấy anh Hoàng mua tặng. Anh Hoàng mua tặng á? Vâng. Mua tặng mấy con, thì bây giờ còn mấy con? 10 con, nhưng mà vừa rồi không có vườn ấy. Sao là để nhốt ở đằng sau nhà đấy. Có cái rãnh gọi là không rộng mấy. Cho nên là chết 6 con. Sáu con rồi, còn một con vẫn còn, hình như bây giờ là được gần cân rồi đấy nhỉ. Đúng rồi, bây giờ thì quyết định là nó sẽ sống được. Trước mùa không được, thế này thì được rồi, nó lớn thế này được rồi. Trước mùa là còn long kia, long non kia. Bây giờ là long già rồi. Thôi thì bây giờ nhà cửa ổn định rồi, mọi cái là con cái cũng bây giờ bé Tùng chắc cũng lớn hơn rồi nhỉ. Bây giờ biết nói chưa? Chưa. Nói thì nó mới nghe. Chỉ đâu đi lấy cái gì nó biết lấy về, nhưng mà nói thì nó chưa nói. Chưa phát ra tiếng được. Nói cái gì nó cứ ừ. Chưa nói được đâu. Mấy Tùng được mấy tháng rồi nhỉ? Mười mấy tháng rồi? 18 rồi, 19 rồi. 19 tháng. Thế là nói được rồi chứ. Hơn 14 nhà anh Huân. Như rằng có người thì nói được rồi. Em không biết là con cái thì có con, em thấy có nhiều anh chị người ta cũng để ra hơn một tuổi tí là cũng biết nói rồi. Như thằng cò nhà anh, thằng Chiến ấy. Bây giờ được hơn 2 tuổi rồi thì mới tập đánh nói thôi. Nhưng mà gần 3 tuổi rồi đấy, chưa nói được, gọi là chưa nói được đâu. Còn trước em thấy qua kênh của anh Huân với anh Hoàng thì cũng anh Hoàng cũng mở cho em xem, thì lúc đấy cũng nói như thế được rồi, anh biết nói rồi mà. Nói chung là biết nói, biết những xin, cái đứa nào mà nó biết đi nhanh hơn thì nó lại nói chậm hơn. Đúng rồi. Đứa nào mà nó mà đi chậm hơn thì nó lại nói nhanh hơn. Đúng như rồi. Bé Tùng là 9 tháng là tập đánh đi rồi. Hình như còn chưa đến đâu nhỉ. Em thế có một nhà ở bên làm bên kia có được 3 năm, được 3 tuổi đó. 3 tuổi nhưng mà vẫn chưa biết đi, vẫn đang bò. Nhưng mà ok, thế thì nó là bệnh rồi. Thế là bây giờ bò là đi lấy cỏ xung quanh nhà này về, cứ ban ngày là đi lấy cỏ, xong là mình đi đâu làm gì thì cũng yên tâm nhỉ, nhốt ở đây. Vâng, cái này đây xung quanh đây, nhưng mà bây giờ ở đây cũng không có mấy nữa. Em cỏ voi này thì... em lấy cỏ voi về trồng trước cửa nhà này này, tại vì đất này là đợt trước là mình san nền nhà mình đổ ra ngoài kia ấy. Em lấy cỏ voi về cắm, nó tốt lắm. Nhưng mà phải chờ vừa rồi anh trưởng thôn mình nghe nói mà là chờ bao giờ sửa lại được xong thừa cho nó để làm đây thôi, còn mới là nhường lại còn phần đường cho, đúng rồi, phải sang sửa lại đường xong đó mới bắt đầu làm ấy. Bắt đầu nếu mà thừa phần nào thì của mình thì của mình cần. Chị bảo là cho em cắm ở cái chỗ mà em trồng hoa này cái phần đất này ấy, cái phần đất ở bên trên đường trên này cơ, chứ còn ở dưới kia thì mình không nói.
cũng chẳng được bao nhiêu mà. Nhưng mà mình trồng được tí nào thì hay tí đấy, tại vì bây giờ mình cũng có trâu bò rồi thì mình cố gắng làm một tí. Bố mẹ ngoại cũng bảo là đi không có thì đi trồng bên đấy theo gọi theo dọc cái gọi là cái này. Theo bờ nương đấy à? Đúng đúng rồi, nên là họ là nương. Ôi, nếu mà được thế thì tốt quá, em cố gắng hai vợ chồng cố gắng ra bên đấy trồng, xong là cũng gần mà, xong là trở ra trồng, mình trồng 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 dọc theo bờ nương như thế này có tốt lắm. Trồng một lần được mấy năm cơ, mình biết chăm sóc tốt nó ở được 2-3 năm cơ. Hôm nay thì anh chị lên cũng mong muốn là lên để xem là cuộc sống của em từ khi từ sau khi mà lúc từ lúc mà có nhà rồi có vợ con rồi thì như thế nào. À, hôm nay lên thì thấy là cuộc sống của em là ổn định hơn rất là nhiều. Anh chị lên muộn hơn một chút nên là em cũng không có nhà luôn. Không gặp thế. Mai là gặp đúng rồi đặng lên này. Mừng rồi. Không, thực sự là nếu mà ở trong làng mà có công việc như đám ma các thứ thì mình không không thể là không đi được. Đúng rồi, với lại sang ở bản bên này rồi gần nhau rồi cũng phải đi. Nhưng mà hôm nay em ở nhà thế này họ có nói không? Ai à? Ví dụ như anh em ở trong thôn ấy. Không, cái này cũng không phải họ hàng của em thì cũng không sao mà. Em ví dụ như em muốn đi dự để hay là như nào thì em muốn đi sang đấy thì em đi thôi, còn về không đi là em cũng không có viền gì làm ở trong đấy. Thế thì ví dụ người có việc thì mới ở đấy thôi, người không có việc thì còn ví dụ như muốn giúp thì mình cứ đi ở hay là đi giúp người ta cái này cái kia. Còn cái đợt anh ở thì đâu nhỉ, cái này hình như là xây đến đây cao bằng này thôi, chưa đến đâu, chưa đến 9 hàng. Cái đợt anh chị về được 9 hàng rồi. 9 hàng thì đợt đấy còn anh còn nhớ là mình còn ăn cơm ở cái lán này đây này, bây giờ liều bạt đi ăn tới giờ hết rồi đồ thợ. Cũng nhanh nhỉ, bây giờ là một thời gian gọi gọi là dài thì cũng không dài mấy, nhưng mà cũng một số thứ cũng quen đi rồi. 4 năm tháng rồi các bác, 4 năm tháng mới gặp lại em cái. Bây giờ nhiều lúc hãy sùng với em cứ nếu mà đi thang được thì đi thang nhà anh chị một cú xa, không biết được thì đi xa. Ừ, anh cũng thấy là hai em là hay đi làm với anh Hoàng mà. Thôi thì bây giờ thì em với cả em Sùng thì ai cũng đổi đời rồi. May mắn là có anh Huân làm cầu nối cho các em đến tất cả với các bác. Thì được các cô, các bác yêu quý em, gửi tiền, gửi gắm cho em là về làm nhà này, xong là mua bò, làm chuồng trại các thứ, ổn định cuộc sống, ổn định nhà cửa rồi thì thôi cố gắng. Anh Huân thì có công, nói chung là ai cũng có công, anh Hoàng cũng có công, anh Huân cũng có công. Thì mình không được quên ai cả. Bây giờ lúc nào mình cũng phải nhớ là mình có đến như ngày hôm nay là nhờ các anh đã làm cầu nối đến tất cả với các bác anh chị. Còn bây giờ thì anh Hoàng là người tạo công ăn việc làm cho em tiếp. Thì cho em kiếm ra được những đồng tiền về phụ là gia đình. Thì thôi mình không thể bỏ ai được. Đấy. Nói chung là như ngày trước thì anh Huân với cả Giang cũng có hứa với các em là sẽ tạo công ăn việc làm cho các em. Nhưng mà bây giờ thì như các em cũng biết, anh Huân thì đi nước ngoài rồi. Còn bây giờ còn lại còn mỗi Giang ở bên này thôi. Nên là cũng không thể có công ăn việc làm được. Tại vì trước đó thì nếu mà đi làm ấy thì là mấy anh em là đi làm bên cây mối rừng. Đấy, bây giờ thì cái mối rừng ấy thì là mình không đi làm được nữa. Thì thôi em đi làm cùng với anh Hoàng cũng phải thôi. Nên là tôi cố gắng để làm sao mà không phụ lòng các bác, các anh, các chị đã từng giúp đỡ các em. Một lần nữa thì cũng phải cảm ơn anh chị rất là nhiều. Anh chị thì không phải cảm ơn đâu, mà là em là phải cảm ơn đến anh Huân này, tất cả các cô bác nhiều giúp em có được như ngày nay. Một lần nữa cũng cảm ơn tất cả quý bác anh chị, cảm ơn các bác Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm đã
yêu quý đến gia đình cháu và giúp cháu có được ngày nay. Cháu rất là cảm ơn các bác. Cháu không biết phải diễn tả lời như nào hay là không biết phải cảm ơn như nào. Cháu chỉ có lời gọi là cảm ơn các bác rất là nhiều. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe và luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong những công việc của cô bác. Thật sự là hôm nay vào nhà em thì anh cảm giác rằng là nó khơi lại những cái kỷ niệm mà ngày xưa mình đã từng gắn bó với nhau ấy. Anh em mình còn đi tận lên tận đâu đi rừng, đi lên tận rừng già để đi khai thác mật, em còn nhớ không? Ui em, cái cây to mà một người ôm không hết, em còn trèo lên tận đấy để em lấy được mật về. Mà anh cũng phải nói thật với em, nói thật với em Giang rằng là cái là một người trèo cây rất là giỏi luôn. Chuyên đi rồi mà, chuyên đi kiểu quen rồi mới gọi là thành thạo đấy, là đi nhiều lần. Mùa này còn đi, em còn hay đi bắt không? Có thỉnh thoảng có lúc đi, lúc ngày nào mà không rảnh thì cũng đi, nhưng mà những ngày không rảnh thì cũng đến. Nhưng mà thế thì cũng để lại đây. Anh chị cũng lên đến nhà mình mà vừa rồi em mấy ngày trước anh vẫn là làm chỗ anh Hoàng ấy, anh Hoàng cũng gọi là bảo là cũng có một lần là anh Hoàng ra chỗ nhà anh chị đấy, thì cũng bảo là anh đang ốm ấy, không biết là tình hình anh bây giờ dạo này sức khỏe anh như nào được. Anh cảm ơn em đã hỏi thăm đến anh. Có cái đợt trước anh Hoàng vào chia sẻ thì có ghi là anh cũng nắm được một chút rồi đúng không? Cái này anh Hoàng mở cho anh xem rồi, nhưng mà thì em cũng chưa. Thật của anh thì cái đợt mà anh đi khám, anh cũng đi rất là nhiều nơi rồi, đi Hà Cai, Hà Nội, rồi là Hà Giang các thứ. Thì anh bây giờ là đang điều trị ở Phác Đồ, ở Hà Nội. Thì bây giờ là anh cũng uống được 2 tháng rồi, cũng cảm thấy là sức khỏe là có sự tiến triển, cũng dần dần là ổn hơn. Nhưng mà cái công việc nặng thì anh không làm được. Ví dụ như đi chia sẻ các hoàn cảnh, đi bộ như này, hoặc là đi lên những cái vùng cao như này để đi như này thì mình hít những cái không khí nó cũng rất là trong lành ấy, thì nó cũng không quá là nặng thì anh đi được. Còn cái sức khỏe của anh thì cũng ổn hơn rồi anh. Em mà anh ốm như này không phải là đau đầu hay là đau gì đúng không? Không. Anh bị ho ra máu. Không, tự dưng anh đang ngủ nhá. Xong là không phải là ho luôn ấy, mà tự nhiên máu từ trong người ra. Như tự dưng đang ngủ nên là nó khạc một phát là nó ra hẳn nhiều. Cũng may là anh đến số người... anh là còn cũng còn dài đấy. Không thì giờ anh em mình không ngồi nói chuyện với nhau nữa đâu. Nhưng mà cũng xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Trong thời gian vừa qua cũng đã rất là quan tâm đến sức khỏe của cháu Quyền. Thì cũng có cô bác bình luận bảo là cháu Quyền phải giữ gìn sức khỏe, phải cố gắng làm sao mà ổn định đã. Thì thưa quý cô bác là cháu Quyền đi như này thì cũng bây giờ là không đi sớm về muộn nữa. Mà lúc nào mà khỏe thì cháu Quyền mới đi, mới lên những hoàn cảnh như thời điểm hiện tại thì cháu Quyền sẽ đi thăm lại một số hoàn cảnh, sau đấy thì cháu Quyền sẽ trở về quê hương để tiếp tục đồng hành trên con đường thiện nguyện, để làm sao mà chia sẻ được những hoàn cảnh số phận bất hạnh ở trên này gửi đến toàn thể các bác. Hôm nay thì lên vào nhà cái thì cũng rất là mừng các bác ạ, nhưng mà có một cái sự buồn ở đây, đó là không được gặp con nuôi. Không được gặp con Tùng. tí chắc em phải đi, không biết là chị có đi sang nhà chị còn một chỗ đấy là em chưa vào xem, tí là chị này em chưa vào xem, không biết là đi qua. Để sáng nay hai mẹ con là con thì ốm ấy, thì cũng bảo là không bị ở nhà dọn dẹp xung quanh nhà thôi. Em đi có việc một tí thì em đi tí xong em về, còn cái gì thì em tự làm xong. Hai mẹ con cứ là tự chăm nhau ở nhà thôi, không làm gì gì. Con bé với lại đang ốm. Bây giờ thì
Nói chung em là em hơn anh rồi, nhà cửa là em có rồi, còn vật nuôi thì em cũng hơn rồi, có con bò thôi cố gắng duy trì nhá, con bò này phải để nuôi được tầm 3 con đi, xong là sau này em nuôi cho nó nhiều đi, xong là nếu mà không có cái công việc gì mà cần đến tiền nhiều quá thì em cứ nuôi, xong là đến thời điểm mà em cần thì em sẽ bán hết một phát, lúc đấy em làm cái gì thì cũng được một việc ở đấy, lấy thêm vợ nữa. Lấy nhiều vợ, lấy hai hoa là hai rồi đấy, hai thì khổ rồi. Thôi trêu vậy thôi, trêu vậy thôi chứ. Bây giờ có hoa một người tuyệt vời như thế là được rồi. Mà không giờ thì hoa thì cũng gọi đàn bầu ấy, thì em đi làm ở chỗ nào cũng thế, bây giờ cũng chỉ rồi nuôi vợ con, nuôi mẹ con mà. Với lại sinh hoạt ví dụ đi đám tang như này cũng phải đi đi làm, cũng phải có tiền cũng phải mất tiền đi, cũng đúng không, mất tiền với lại ngô đúng rồi, mình ở trong làng thì có qua có lại, bây giờ mình giúp thì sau này mai mốt mình mà có thì người ta lại về giúp mình, chứ bây giờ ở đây trong kiểu là mình là người dân tộc của mình là người vùng cao mà đấy. Mình ở trong cùng làng mình mà không đi giúp nhau như thế thì sau này mai mốt lỡ mà nhà mình có cái gì thì cũng không ai đến giúp mình, đến lúc đấy thì cũng khó khăn. Đúng rồi, nên trên này chủ yếu là đổi lại cũng như là đổi nhau thôi đấy. Như kiểu giữ hộ nhau ấy. Đúng rồi, nhà này có cái gì thì ai ủng hộ thì sẽ người ta sẽ có thư ký để ghi cứ bao là nhà ghi vào sổ, đúng rồi, ghi vào sổ sao là ví dụ như nhà em chẳng hạn, nhà em mà có cái việc gì lúc đấy sẽ nhờ một người thư ký, sao là mai kia nhà kia mà có cái gì lúc đấy xem người đấy định đến với mình làm bao nhiêu tiền với lại bao nhiêu rượu ngô gì đấy, đấy thì lúc đấy mình sẽ trả và trả lãi đấy. Có nghĩa là bây giờ mình đi tầm khoảng 50.000 là sau này họ sẽ về là nó phải hơn 50.000. Đúng rồi, hơn đấy. Phải hơn 55.000 hay 52.000 cũng được rồi đúng không? Không, tầm 60 chứ. Chị cứ tưởng là năm được khoảng 52.000 thôi cũng được rồi. Thì không, ở trong thôn bản ở quê là nó thế các bác ạ. Nó phải có sự gắn kết nhau, nó tạo thành một cái từ thời rất là xa xưa đến nay rồi. Hôm qua bố vợ không có sang thì cũng bảo là Hoa thì bảo là thôi hôm nay không nên đi vào đấy. Em bảo là bố vợ cũng bảo là thôi cái này đi tốt cho mình, đi càng nhiều người càng nhiều hộ gia đình người ta thấy mình giúp đỡ người ta quay lại giúp thôi, còn không bây giờ mình không phải là như thế nào, nhưng mà nhờ có các bác thì mới có ngày nay, không phải mình có nhà ở hay là có đủ như người ở trên vùng cao này rồi là lúc đấy mình bỏ ra người ta lớn đây, không phải thì nhiều lúc là chắc là Hoa nghĩ là bây giờ em thì là cũng kiểu bận nữa, thứ hai là cũng gầy đấy, thì khi mà đi vào những cái đám ma như thế rồi thì sẽ có những cái luồng âm khí luôn, nó sẽ không tốt cho sức khỏe của mình ấy, thì cũng đông người nữa thì chắc là cũng không muốn em đi. Tại vì bây giờ anh đang ốm như này thì cũng có nhiều cô bác là góp ý cho anh này, ví dụ như ai mà có đám ma hay là làm cái gì ở đâu là anh nên tránh ra, không được vào. Người này vừa nãy em có đi vào nhưng mà em không vào nhà nữa, em chỉ ở chỗ hành lang ngoài thôi. Em vào chỗ thư ký sao là bảo là bao nhiêu tiền hay là hoặc là bao nhiêu ngô gì đấy, rượu gì đấy, nó đấy chỉ vào đấy xong anh quay về luôn. Nhưng mà ông này mất cũng làm lâu rồi. Mất lâu rồi à? Mất lâu. Ở đây mất có để kiểu như một tuần mới mang đi cân. Ông này tính ra có nghĩa là mất từ lâu rồi bây giờ mới làm đám đúng không? Không phải, cũng phải mất từ hôm nay là ngày thứ tư rồi. Nhưng mà mang đi cất chưa hay là vẫn để trong nhà? Ui, ngày để đủ 7 ngày ngày kia thế là phải để đủ 7 ngày mà
mùi em vừa nãy cũng không vào nhà thối hết mà vẫn có người bị thối mà như mùa này không, mùa này đỡ người vùng cao em trên này nó không phải là thích hay là làm như thế nhưng mà đấy là tùy từng dòng họ đúng không đấy là họ sẽ kiêng vào ngày này không chôn được hay là ví dụ mất ngày này thì nó đúng rồi. Còn mấy cái ngày khác nó sẽ không chôn được cái ngày đấy. Có nghĩa là nếu mà mất mà gần cái ngày mà chọn được ngày đẹp ấy thì là sẽ mang đi nhanh. Đúng còn rồi. Ví dụ mà mất vào cái ngày mà xa cái ngày mà ngày đẹp kia thì lại phải đợi. Đúng đợi rồi. Đến một có khi là đợi một tuần. Không phải đợi đến ngày đẹp. Còn có gia đình nhưng mà không có điều kiện thì lúc đấy họ hàng sẽ hỗ trợ hoặc là không thì họ cũng nó cũng tùy đều bởi thế ở bọn đây ở trên này là nó theo tính theo âm lịch nó không phải tính theo dương thì có cái khoảng 1-3-4 ngày hay là 1-2 ngày gì đó thì cũng gọi là gặp được ngày đẹp thì nếu mà gặp được ngày đẹp nhanh thì nó cũng chôn nhanh. Nhưng mà anh thấy cái phong tục này là như sau này anh em mình phải bỏ đi, nói chung là cái gì mà nó quá thì mình phải thay đổi nó đi. Tại vì anh thấy em bảo là để mất xong mà để ở nhà 7 ngày thì nếu mà mùa hè nóng như này thì anh nghĩ là chắc chắn là sẽ có mùi rồi. Em mùa này em cũng chưa vào đấy, không ngửi ra. Vậy em cũng gọi là gặp anh chị lần nào em đi vào đấy. Nên là em cũng không nhờ người làm gọi là phong tục gì luôn. Em bảo là thôi em ra gạt thư ký luôn. Còn phong tục của em trên này là phải bây giờ phải mình có cái thứ gì mà cần vào hỗ trợ gia đình từ lúc đấy người ta phải báo lên đến gia đình và gia đình phải gặp nhiều người nó vào hỏi thăm là cảm ơn đến những kia nhưng mà cái đấy nó chuyển thời gian lâu lắm và tôi em đi thẳng thư ký là xong rồi còn chờ nó lâu. Giờ đến trưa rồi anh chị lên ăn cơm chưa? Sáng nay ăn bát phở rồi nhưng mà bây giờ cũng thấy đói rồi. Thế thôi không thì anh thì không biết là hoa không thì tí em nấu cơm cho là ăn cơm với gia đình một bữa. Nếu mà được như vậy thì hôm nay anh sẽ ở lại đây để ăn cơm với em một bữa. Tại vì ngày trước thì tân gia nhà em thì anh cũng không vào được. Đợt đấy anh đang bệnh. Cái đợt đấy là anh đang bị bệnh rồi nên anh không vào được. Thì hôm nay anh vào, nếu mà em làm cơm thì anh sẽ ở lại đây ăn cơm cùng gia đình em một bữa. Còn thưa các bác là cái nội dung của video hôm nay vợ chồng Ngọc Quyền vào đây thì cũng muốn là lên thăm lại hoàn cảnh của em Cấy và ôn lại những cái kỷ niệm mà ngày trước mấy anh em đã đi với nhau một quãng thời gian tuy rằng là không dài nhưng mà cũng để lại với nhau rất là nhiều kỷ niệm. Và bây giờ em Cấy muốn là sẽ làm cơm để cho vợ chồng cháu Quyền ở đây ăn cơm cùng, thì em Quyền sẽ dừng ghi hình ở đây để cùng em Cấy sẽ tiếp tục nấu cơm và làm một số công việc. Nếu như bé Tùng mà không về được thì sẽ đi đón bé Tùng về để cùng gặp bé Tùng và cùng nói chuyện với Hoa một chút nữa. Còn cháu Quyền xin phép là dừng ghi hình ở đây. Xin chúc quý vị khán giả, các bác các mạnh thường quân thật nhiều sức khỏe và mong quý cô bác anh chị sẽ tiếp tục đồng hành cùng cháu Quyền ở video tiếp theo trên kênh Quyền Hiền TV. Xin chào các bác. Xin chào các bác. Xin chào các bác.